Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày 1 tháng 5 hôm nay nha mọi người. Và hôm nay thì cũng là ngày lễ, thì cũng xin kính chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè của mình nha mọi người. Và nghe đồn các bạn cũng được nghỉ buồn nữa mà. Thôi, ráng cố gắng chơi ngày lễ cho trọn vẹn như mọi người. Chúc mọi người vui nha. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày 1 tháng 5 hôm nay nha mọi người. Học sinh tiểu học Nhật đeo cặp sách nặng tới 10kg. Học sinh tiểu học Nhật đến trường với những chiếc cặp sách càng ngày càng nặng khi cần chứa cả sách giáo khoa và thiết bị điện tử, khiến nhiều em bị đau nhức cơ thể. Footmart, công ty sản xuất trang phục học sinh có trụ sở tại Tokyo tuần trước công bố, kết quả khảo sát tiến hành hồi năm 2022 cho thấy trọng lượng trung bình của cặp học sinh Nhật từ lớp 1 đến lớp 3 đã tăng lên 4,28kg năm 2022 so với 3,97kg trong năm 2021. Một số gia đình cho biết con họ tới trường với chiếc cặp nặng tới hơn 10kg. Số học sinh luôn luôn hoặc thường xuyên cảm thấy nặng tăng 60% trong năm 2022 so với 50% từ năm 2021. Khoảng 60% trẻ phải mang thêm một túi đựng khác, trong khi 27% trẻ cảm thấy đau ở vai, hông và lưng. Một bà mẹ 47 tuổi giấu tên ở Kobe mô tả khi nhìn từ phía sau, con trai 6 tuổi bị chiếc cặp to che khuất, khiến cảnh tượng giống như một chiếc cặp đang lơ lửng trong không khí. Takeshi Shirado, giáo sư tại Đại học Taisho, người giám sát cuộc khảo sát, cho biết trọng lượng cặp phù hợp cho học sinh bậc này trong khoảng từ 2 đến 3kg, nhưng tình hình thực tế đang vượt xa con số này. Ông chỉ ra quá trình số hóa giáo dục và tác động của đại dịch COVID-19 là hai nguyên nhân. Nhật đã tiến hành chính sách cải tổ giáo dục nhấn mạnh vào tính dễ hiểu, làm kích cỡ sách giáo khoa và lượng trang gia tăng. Từ năm 2022, lập trình trở thành môn học bắt buộc đối với cấp tiểu học ở Nhật, đòi hỏi các em phải có thiết bị. Việc học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch COVID ngày càng làm nhu cầu này gia tăng, khiến mỗi em đều phải sở hữu một thiết bị học tập kỹ thuật số. Khi đại dịch giảm nhiệt, sách giáo khoa giấy và thiết bị kỹ thuật số tiếp tục được sử dụng song song, nhiều em mang theo chai nước và số lượng các vật dụng khác cũng tăng. Một học sinh 10 tuổi ở Tokyo mang thiết bị kỹ thuật số nặng khoảng 1kg từ khi học lớp 3, nhưng nó không vừa cặp sách nên cô bé phải mang theo một chiếc túi. Theo người mẹ, cô bé nặng 40kg, phải mang theo tổng cộng 6-9kg sách vở và đồ dùng khi đi học. Khi đi học thêm, cô bé mang thêm một túi khác, khiến tổng trọng lượng hành trang vượt 10kg. Giới chức giáo dục Nhật Bản đang kêu gọi tăng tính linh hoạt bằng cách cho học sinh để lại đồ dùng học tập ở trường khi hết giờ. Tuy nhiên, một số phụ huynh phàn nàn rằng các em phải mang hầu hết sách vở về để làm bài tập và chuẩn bị kiểm tra, trong khi nhiều trường cũng không đủ chỗ chứa. Trường tiểu học Kobe, nơi các giáo viên chủ nhiệm giữ một số sách giáo khoa và tài liệu cho học sinh, đang cố gắng tìm phương pháp giải quyết như thiết lập thêm kệ tại phòng học và hành lang trống. Nếu không có biện pháp nào, hành trang đi học của các em sẽ ngày càng nặng. Người giám hộ và giáo viên cần chú ý đến đồ đạc của học sinh hơn, giáo sư Shirado cảnh báo. Tin tiếp theo, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố diệt thủ lĩnh tối cao IS. Tổng thống Erdogan nói rằng tình báo nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu al-Hussein al-Hussein al-Razi trong chiến dịch tại Syria. Người này bị tiêu diệt trong chiến dịch do Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành ở Syria hôm 29 tháng 4. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 30 tháng 4 khi đề cập đến Abu al-Hussein al-Husseini al-Raisi, thủ lĩnh tối cao của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Ông Erdogan nói rằng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã truy đuổi al-Raisi từ lâu nhưng không công bố thêm thông tin về chiến dịch này. Nguồn tin an ninh tại Syria tiết lộ cuộc đột kích diễn ra tại thị trấn miền Bắc Zadarit hiện do các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Một cư dân địa phương nói rằng giao tranh diễn ra ở ngoài ô Zadarit trong khoảng một tiếng lúc nửa đêm, kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Khu vực sau đó bị lực lượng an ninh phong tỏa để ngăn người dân tiếp cận hiện trường. Abu al-Hussein al-Husseini al-Raisi là thủ lĩnh tối cao thứ tư của IS, bổ nhiệm hồi tháng 11 năm 2022 sau cái chết của người tiền nhiệm Abu al-Hassan al-Husseini al-Raisi. IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria, Iraq với khoảng 10 triệu dân và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã hứng chịu nhiều tổn thất bại liên tiếp trước chiến dịch riêng lẻ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn.
kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3 năm 2019. Tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Quds và chính quyền Syria. Hầu hết cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở vũ khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết những kẻ cực đoan bao gồm hàng nghìn tay súng giải rác khắp các nhánh ở châu Phi, Trung Đông, Trung Á và các nơi khác vẫn là mối đe dọa. Bản tin kế tiếp, Kiev bị tấn công tên lửa. Giới chức Kiev tuyên bố toàn bộ tên lửa nhằm vào thủ đô, trong khi quân đội Ukraine thông báo bắn rơi 15 trong số 18 quả đạn được Nga sử dụng. Các lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ, hãy bình tĩnh và ở yên trong nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động. Chính quyền tỉnh Kiev của Ukraine đang thông báo trên mạng xã hội sáng nay. Thông báo được đưa ra sau khi Ukraine phát báo động phòng không trên toàn quốc. Giới chức cũng cảnh báo nguy cơ thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa. Truyền thông nước này cho biết Nga đã huy động 14 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MX cho đoàn tấn công, theo rằng nhiều vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Kiev, cùng tỉnh miền Bắc Sumy và miền Trung Dnipro. Hãy tự bảo quản an toàn cho bản thân, đừng công khai thông tin về hoạt động phòng không. Ari Yemak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, viết trên Telegram. Quân đội Ukraine sau đó tuyên bố đánh chặn 15 trong 18 tên lửa được Nga sử dụng, trong khi giới chức Kiev nói rằng toàn bộ vũ khí nhằm vào thành phố đã bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cuộc tiến công diễn ra vài giờ sau khi thành phố Balogat ở tỉnh Dnipro bị không kích dữ dội. Vladimir Gopko, quan chức chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia, nói rằng quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng và nhà kho được Ukraine sử dụng để tập kết lực lượng cho cuộc phản công sắp tới. Tài khoản Inter Lavazet, tên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, cho biết hai đơn vị tên lửa phòng không tầm xa S-300B với 16 xe phóng và nhiều quả đạn dự trữ đã bị phá hủy trong đoàn tập kích. Bộ Quốc phòng Anh hôm 29 tháng 4 nhận định số tên lửa hành trình được Nga triển khai trong những đợt tấn công gần đây ít hơn so với đoàn tập kích trong mùa đông, nhiều khả năng không nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Có khả năng Moscow đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và lọt khí tài vừa được viện trợ cho Kiev, báo cáo của quân đội Anh có đoạn. Nga từ tháng 10 năm 2022 bắt đầu sử dụng UAV và tên lửa hành trình tầm xa tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moscow giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev. Một số tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây đánh giá phòng không Ukraine càng ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Kho dự trữ đạn tên lửa S-300 và Buk-M1 của Ukraine nguy cơ cạn kiệt trong tương lai gần. Tổ hợp NASAM do Mỹ cung cấp có thể lâm vào tình trạng tương tự. Bộ trưởng Reznikov hôm 27 tháng 4 thừa nhận nước này đang cạn dần tên lửa phòng không thời Liên Xô, hơn phút phương Tây tiện các tổ hợp thay thế. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá cạn tên lửa phòng không là kịch bản thảm họa đối với Ukraine khi lưới phòng thủ xuất hiện nhiều lỗ hổng. Điều đó cho phép máy bay Nga tiếp cận nhiều mục tiêu hơn và khai quả vũ khí tầm ngắn, thay vì sử dụng tên lửa tầm xa có chi phí cao và nguồn cung hạn chế. Bản tin thứ tư, Triều Tiên nói Mỹ hàng để khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Bình Nhưỡng nói rằng thỏa thuận tăng cường răn đe giữa Washington và Seoul gây leo thang căng thẳng, có nguy cơ dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Sự hiện diện của lực lượng hạt nhân Mỹ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên bất ổn. Đó là động thái nhằm xây dựng khối quân sự hung hăng trong khu vực, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết trong bản tin hôm nay. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang né tránh trách nhiệm sau khi phá hủy cơ chế chống phổ biến hạt nhân toàn cầu và đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Mục tiêu của Mỹ là biến Hàn Quốc thành tiền đồn hạt nhân lớn nhất tại Viễn Đông và sử dụng nước này để duy trì chiến lược thống trị thế giới, KCNA cho hay. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc chưa phản hồi các tuyên bố từ Triều Tiên. Washington và Seoul tuần trước tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải chịu phản ứng hạt nhân quyết liệt và đối mặt dấu chấm hết nếu sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ hoặc Hàn Quốc. Theo tuyên bố được công bố ngày 26 tháng 4, Mỹ sẽ trao cho Hàn Quốc chiếc ô hạt nhân vững chắc bằng cam kết triển khai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tới nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên.
Bất chấp nhiều năm bị áp lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố trở thành cường quốc hạt nhân và nhấn mạnh quá trình này không thể đảo ngược, khép lại cánh cửa đàm phán phi hạt nhân hóa. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp phóng tên lửa, trong đó có lần đầu thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sử dụng nhiên liệu rắn, đánh dấu bước đột phá kỹ thuật quan trọng đối với nước này. Để phản ứng, Washington và Seoul đã tăng cường hợp tác quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận chung, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Và như thường lệ thì bản tin thứ 5 cũng là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, là bản tin hay nhất, thú vị nhất và hấp dẫn nhất trong ngày luôn nha mọi người. Và biết được bản tin thứ 5 là bản tin gì, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin ngay bây giờ luôn nha. Mỹ diễn tập ứng khó kịch bản Đài Loan bị tấn công. Lục quân Mỹ tổ chức diễn tập tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, mô phỏng kịch bản đảo Đài Loan bị tấn công. Trong cuộc diễn tập ngày 7 tháng 4, các binh sĩ Mỹ thực hành khoa sử dụng súng chống tăng Kagutan tấn công mục tiêu, đột kích hầm ngầm và vận hành máy bay không người lái UAV tự sát cỡ nhỏ Whitbread, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt của Lục quân Mỹ USASOC ngày 29 tháng 4 cho biết. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ diễn tập thường niên của CAPES. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt của Lục quân Mỹ USASOC sử dụng kịch bản đảo Đài Loan bị tấn công làm nội dung diễn tập. Trước buổi diễn tập, Trung tướng Jonathan Raga, tư lệnh USASOC, cho biết lực lượng Mỹ đang học cách cân bằng tác chiến trong điều kiện vùng xám, đảm bảo khả năng cạnh tranh với đối thủ nhưng không làm tình hình leo thang thành khủng hoảng hay xung đột trực diện. Chiến thuật vùng xám thường sử dụng những chiến tố phi chính phủ để thực thi nhiệm vụ của chính phủ, tạo đường lùi về mặt pháp lý để phủ nhận trách nhiệm khi cần thiết nhưng duy trì xung đột ở cấp thấp. Cuộc diễn tập được lục quân Mỹ tổ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên địa biển Đài Loan. Trung Quốc hồi đầu tháng 4 tổ chức các đợt diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan. Động thái được đánh giá là nhằm vào đáp trả chuyến đi tới Mỹ của lãnh đạo Thái Anh Văn. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc nhưng tiếp tục duy trì quan hệ và bán vũ khí cho đảo Đài Loan, đồng thời thường xuyên điều tàu chiến và máy bay quân sự đi qua eo biển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có một ngày lễ thật là ấm áp, hạnh phúc với gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất cho mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Ngắt Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi bản tin của tụi mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.